Xin chào tất cả mọi người nha, cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã ủng hộ kênh mình trong thời gian đã qua. Mong mọi người hãy tiếp tục đăng ký kênh cũng như là ủng hộ kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người một cái combo cho vị tướng Zephyr. Và phần thưởng đầu tiên thì chúng ta sẽ lên là bản ngọc. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người cái bản ngọc mà cũng khá là dị cho Zephyr. À, cái bản ngọc đỏ mình sẽ không gắn công vật lý xuyên giáp, mình sẽ gắn là tỷ lệ chí mạng và sát thương chí mạng để cho Zephyr chọn nha. Và về phần bản ngọc tím đó, thì các bạn sẽ lên một cái lượng, đó là lượng tốc đánh cũng như là tốc chạy cho vị tướng này 10 viên. Và về phần bản ngọc lục thì sẽ không thay đổi, đó chính là công vật lý cũng như là xuyên giáp 10 viên. Đó chính là về phần bản ngọc cho Zephyr, mình sẽ cố định như vậy nha. Và đi vào phần build đồ thì cái build đồ đi lên nè, chúng ta sẽ lên một cái thương xuyên phá để nhận công phép. Công vật lý xin mình nói mọi người nha, mình bị liễu. Mong mọi người thông cảm. Và cái số thứ hai đó chính là một cái đôi giày kim cương để gắn những cái hiệu ứng nè, và thêm một lượng giáp phép, và rất là cần thiết khi mà các bạn sẽ lên một cái kiếm pha Phoenix để nhận công vật lý nè, cũng như là một cái lượng hút máu và tốc đánh. Nhưng mà đánh thường tốc đánh thì cũng khá là ok cho Zephyr nha. Và cái số thứ tư là một cái phức hộp kiểm cho Zephyr nha. Và hai cái món cuối thì chúng ta sẽ lên là hai cái món thủ, đó là một cái giáp Gria và một cái quân chuông trôi cho Zephyr. Đó chính là về phần build đồ đi lên cho Zephyr. Và tiếp theo chúng ta sẽ đi vào cái phần build đồ được xem là đi rừng cho Zephyr. Thì các bạn sẽ cầm chừng chỉ và lên một cái món rừng, đó là kiếm chi hồn đấu sĩ đi rừng ở cái shop đầu tiên nha. Và cái shop thứ hai các bạn có thể là lên một cái đôi giày hộ vệ cho Zephyr. Và tương tự chúng ta sẽ lên là phức hộp kiếm hoặc là thương xuyên phá trước thì cũng không thành vấn đề, có thể là trao đổi vị trí như cho nhau. Và hai cái shop cuối cùng là giáp Ria và vượt chương trôi. Và để combo với phần bản ngọc và build đồ đi lên cũng như là build đồ đi rừng thì chúng ta sẽ có cái phù hiệu như thế này đây. Phù hiệu chúng ta là vượt khổng mang, thành khởi nguyên, và phù hiệu trung tâm là ma chú nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian quý báu của mình để theo dõi video clip của mình. Chúc mọi người dồi dào sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Đừng quên để lại nút like, nút đăng ký cũng như là cái comment của mình nha mọi người. Hẹn gặp mọi người trong những cái video clip sau nha.